cơm hàng hai cả nhà ơi. Quá trời bên vậy à. Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Quê Hương Vlog. Hôm nay em tiếp tục quê tôm ở quê hương em cho cả nhà xem. Cả nhà đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và chia sẻ giùm em nhé. Thường lấy tôm đi vô trong vuông căng là nước đá là muối theo con tôm luôn, nên con tôm nó khi đem ra dựa là con tôm nó tươi, nên khi đổ ra là tôm nó không có bị sức đầu, nước đá vẫn còn đó cả nhà thấy không. 7-18 xuống đây mình quay một cái đổ tôm ra thì mình sẽ phân cỡ tôm xong rồi mình mới căng. Bây giờ tôm hàng 2 bỏ riêng một gỗ, còn tôm hàng 3 bỏ riêng một gỗ, còn lại là tôm dạt và tôm bạc thì mình sẽ để riêng. Tôm này tôm muối đá mà có mấy con bự, trời ơi, con này bự thế nè. Đây cho con mấy tôm này nè, nãy giờ nó giấu nè, kìa nè. Nè. Yên một thùng xú sống luôn. Có ai giãn không? Bữa nay quay tôm xú sống cho cả nhà xem nè. Đó, thấy chưa? Đó, bự quá. À, cả nhà ơi, con này con nằm bự hết luôn nè. Tôm tươi gói luôn. Xú sống này mình ngâm trong nước đá để cho con tôm nó mê rồi mình đem ra mình đếm. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, đây cái hai ba con bự luôn. Bự hết tiết bự cả nhà ơi. Bữa nay quay tôm xuống sống rồi cả nhà ơi. Cái sống mà giờ dập nước đá luôn rồi. Alo quý vị. Con tôm bự. Đây là tôm hàng mười mấy con ký. Số bự quá cả nhà ơi.
nó bự quá trời mẹ ơi. Con tôm này bự hết biết luôn cả nhà ơi, này nè. Con này bự. Tôm tươi nữa nè. Con này bự nè. Tôm này chậm rồi. Giờ muốn ba. Đây là mấy con xuống hàng hai cả nhà. Cho mới đốt luôn á. Cái gì chứ còn cả nhà nó được ha. Giờ không có quẹt luôn, để nãy ông mua rồi mà. Mua gì? Đang lại đây mộ lên nè. Đang về đang bị mộ lên cũng được. Tạ mượn mượn tắm luộc cơm đây cho lần này. Lục xương đây, lục nhẹ nhẹ đây. À, lục xương xương là lục 78 đây. Rồi 78 đây. Lục 78 đây. Đem qua đây để lặng. Đó nó về đây. Con đi học. Bự chứ không nào? Hả? Bự gì vậy? Nó chơi nó gầy nó này. Ủa thì con này nó gì? Tham nhà đi. Nó đi ăn 40 50 rồi. Rồi, tôi kiếm hỏi tôi đi.
ăn cơm đi nha em, ăn nhậu chỗ này nha em, ăn cha ơi. Cơm chế. Chạy mà anh kiếm chết luôn. Đã chạy về gặp nó vậy hết rồi. Bữa lắm rồi, vậy khỏe ha. Bữa lắm rồi, không có đi về đây nữa. Bán gái này. Ủa mày chạy xe dưới sao chứ. Không tư này. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Video đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.